Con mừng không con? Mừng không? Dạ. Khói lắm. Dạ. Nhận nhận đi, có ai hỗ trợ không? Con ơi. Con ơi, hỗ trợ con ơi. Thì hôm nay mình đang có mặt tại xã Hưng Thạnh thuộc huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp để phát 300 phần quà gồm gạo, mì và một bao lì xì cho bà con nghèo tại cái địa phương này. Hưng Thạnh cũng là một cái xã nghèo vùng sâu của huyện Tháp 10, thì được sự đồng hành tài trợ từ các nhà hảo tâm, và hôm nay mình có tổ chức phát quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn tại địa phương này. Thì cái chỗ mình phát là ngay ủy ban xã Hưng Thạnh luôn. Đó, thì bà con tập trung rất là đông, nãy giờ cũng đã phát bà con đi về hết một số rồi. Bỏ đâu con? Bỏ vỏ hả? Gì mới cái gì hay gì vậy? Bỏ vỏ này hả con? Rồi bỏ vỏ này hả? Sao cô đẩy? Dạ cô gần không? Dạ lắm, hơn cây số mà đẩy sao chú mà đẩy ổng đi về, bà đi mình bà thôi. Sao đi lắm, con cháu đâu, con cháu đâu. Thôi. Thôi. Sao không đi người đi theo thông báo lại với các cô chú mình cái hộ nghèo nha, hôm nay mình được quà của bây giờ đẩy về quà cho tất cho hộ nghèo á, cho ăn bữa quà này với hộ nghèo mình có chỗ hộ nghèo á, gặp chỗ anh tới. Hôm nay bạn trường có đi theo để hỗ trợ với mình phát gạo cho bà con luôn. Đi chung á. Có đồ hỗ trợ bà mình kia rồi. Chị, có đủ cơm không? Có dội. Nè, cho nè. Xách nổi không con? Nổi. Dâm chút ghê. Xanh nổi, xanh nổi con, nổi không? Nổi không? Đưa chú ngủ kìa. Con có tiền mà con ơi. Đưa chú ngủ kìa. Nổi không? Nổi không? Nổi không? Dội lắm, đậu mình. Đi chợ, chú làm điện rồi gấp đi. Thôi nó chết nữa, chết chân này nữa. Ủa ba mẹ con đâu mà con đi vậy? Dạ ba mẹ con đi làm. Bởi ba mẹ đi làm hả? Sách nổi không? Sách nổi không? Con đi với ai? Dạ con đi với ai ra đây nè. Đi với bà nội. Đi với bà nội hả? Kính thưa cả nhà nha, thì để được những cái phần quà Tết như ngày hôm nay cho bà con nghèo tại vực sâu như thế này,
thì cũng nhờ vào sự chung tay đóng góp từ quý nhà hảo tâm xa gần trong và ngoài nước đã gửi đến mình để mình có thể là mang những cái phần quà đến cho bà con. Thì ở đây thì có tổng cộng là 300 phần quà, mỗi một phần có 10 kg gạo, một thùng mì, một bao lì xì trị giá 100.000. Thì trong những cái thùng mì này có một chị tên là chị Trang bán tạp hóa ngoài chợ Tháp 10, có ủng hộ 5 thùng mì nên mình chỉ mua là 295 thùng thôi, cộng với 300 bao gạo, mỗi một bao như vậy là 10 kg. Thì tổng những các phần quà phát trong ngày hôm nay là 88.815.000. Thì trong đó tiền gạo là 42 triệu đồng, còn tiền mì thì 295 thùng nhân cho 57.000 là 16.815.000. Rồi tiền mặt là 300 bao lì xì là 30 triệu, tổng cộng là 88.815.000. Nhưng mà mình nhận được sự đóng góp với tổng số tiền là 101.435.000 đồng. Thì sau khi trừ góp phản nó lại thì còn lại 12.620.000. Thì mình để cái số tiền là lại để vài bữa mình sẽ về thị trấn của mình sẽ phát cho những cái hộ đặc biệt hơn, mình sẽ chọn ra mình đi tới tận nhà mình phát cho những cái hoàn cảnh và nơi đơn hoặc là bệnh tật. Thì sau đây mình xin phép đọc danh sách các nhà hảo tâm đã quyên góp cho cái buổi phát quà của ngày hôm nay. Thì trong đây có anh Tùng Dương ở Mỹ gửi về 100 đô la Mỹ là 23.200.000. Chị Diêu Hạnh ở Úc gửi đóng góp với số tiền 20 triệu. Ông bà Đắc Phùng ở Mỹ gửi về số tiền 11.735.000. Chị Vân Lê quyên góp 8 triệu đồng. Bạn Hai Bé Vân quyên góp 5 triệu. Chị Đắc Kỳ Phan, anh Hanh Minh Kim, chị Bảo Trân Vũ ở Canada 3.050.000. Gia đình bà Mai Thị Hương và bà Lê Thị Thảo 3 triệu đồng. Anh Lê Huy quyên góp số tiền là 2.500.000. Cô chú bên Canada 150 đô Canada là 2.625.000. Chị Nguyễn Thị Bích Dung ở Canada 150 đô Canada là 2.625.000. Chị Linh Đỏ bên Mỹ số tiền là 3.200.000. Cô Mai Ba Vét số tiền là 2 triệu. Bạn Miên Yến 2 triệu. Chị Mỹ Hồng Dương 1.500.000. Bạn Võ Thị Ngọc Phượng Phượng 1 triệu. Cô Minh Hiếu 1 triệu. Nhà hảo tâm ẩn danh 1 triệu. Chị Thanh Mai ở Sài Gòn gửi về 1 triệu. Bạn Trần An Hòa 1 triệu. Chị Trần Thị Tuyết Anh 1 triệu. Chị Cherry Chen 800.000. Chị Vi Hoàng 500.000. Bạn Mỹ Ngọc Nguyễn 500. Chị Thúy ở Trà Đêm 500. Bé My ở chợ Tháp 10 200. Bạn Châu Lê 200.000. Bạn Đức Minh 200.000. Bạn Trần Quỳnh Thủy Tiên 100.000. Thì tổng cộng là 101.435.000. Nhưng mà phát quà hôm nay là chỉ có là 88.815.000. Thì còn lại là 12.620.000 để vài bữa mình sẽ về thị trấn và sẽ có những cái phần quà đặc biệt cho những hộ già neo đơn bệnh tật, mình sẽ chọn ra riêng và mình sẽ phát được ngay. Thì mình cũng thay mặt bà con ở vùng sâu của huyện mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến chị Trang bán tạp hóa ngoài chợ Tháp 10 cũng ủng hộ 5 thùng mì. Xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Cuối cùng thì cũng đã phát gần xong những phần quà này rồi, còn lại một số ít nữa, bà con nữa là hết rồi. Hôm nay đi thì có bạn Trường với mấy anh chị là hỗ trợ phụ rồi, mấy anh chị ở địa phương rồi. Cái Hưng Thạnh là một cái xã nghèo của huyện Tháp 10 mình, cũng không giống như ngoài thị trấn mình thì bà con là cái mức sống sẽ đỡ hơn. Ở đây vùng sâu rồi, chủ yếu người ta làm lúa không à. Sắp xong rồi nha cả nhà. Thật sự hôm nay các buổi phát quà hôm nay rất là thành công, nhà có mấy anh chị phụ mình chứ một mình cũng làm hay lắm á. Này bưng đâu không hai? Xếp lại. Dạ. Từ từ ông ơi, lấy cái rồi.